nó sẽ là human, cái sự là thiếu hụt miễn dịch ở người ha. Tụi em sẽ đánh giá thuộc cái tên này, hay lỡ khi người ta có thể hỏi HIV là gì. Rồi. Nhiễm HIV sẽ dẫn đến tình trạng suy sụp nặng nề và không hồi hệ thống miễn dịch ha, gây nên nhiều biến chứng được gọi chung là hội chứng suy giảm miễn dịch mất. Rồi, HIV thì có nhiều trong máu, trong tinh dịch, trong dịch tiết âm đạo. HIV không có hoặc có rất ít, không có khả năng lây trong nước bọt, nước mắt, nước tiểu hoặc là mồ hôi. Lây truyền hay gặp nhất là qua đường máu, lây truyền qua đường tình dục, lây truyền từ Rồi, đặc điểm cấu tạo và cơ chế bệnh sinh của HIV. Thì đặc điểm cấu tạo thì virus HIV có vật liệu di truyền là ARN ha, sẽ được chuyển thành hai chuỗi ADN nhờ men sao chép ngược. Rồi HIV nó gồm có hai loại là HIV1 và HIV2 ha. Rồi, loại HIV1 thì có khả năng truyền bệnh và độc tính cũng như tần suất mắc sẽ cao hơn. HIV trên kính hiển vi á, thì nó có dạng hình cầu đường kính khoảng là 100 đến 200 nanomet. Lõi thì gồm có chuỗi ARN và các men sao chép ngược và nhiều loại protein. Lớp ngoài thì có GP41 hay liên kết với GP120. HIV có khả năng gắn kết và tế bào đứt. Thì cái này chắc nếu mà người ta có cho con giống vi sinh. Khi nào người ta cho cái hình này, người ta hỏi mình cái phần nào không? Biết không? Chắc người ta cũng mát dữ vậy đâu. Cũng có người người ta sẽ cho cái hình này nhưng người ta sẽ đổi cái màu đó để mình chọn cái màu đó. Rồi, cơ chế bệnh sinh. HIV thì nó gắn vào thụ thể của những tế bào thuộc hệ miễn dịch chủ yếu là lympho T CD4 ha. Hệ thực bào theo tiến trình. Bước đầu tiên nó sẽ cái GP120 gắn vào màng tế bào. GP41 thì trợ giúp quá trình hòa màng của tế bào ha, và đẩy ARN của virus vào trong cái tế bào. Và chính cái ARN nó virus nó được mang sao chép ngược, nó sao chép thành sợi ADN và bổ sung cái virus này. Rồi, cái bước số 3 thì cái sợi ARN và chuỗi ADN bổ sung nó kết hợp thành với chuỗi ADN kép đi vào màng nhân của tế bào và được gắn chèn vào những sắc thể của tế bào chủ. Và bước 4 thì khi tế bào chủ phân chia thì ADN của virus nó cũng được sao chép sang tế bào con và tăng cái lượng virus trong cơ thể. Đó. Có khi nào người ta cho những cái số này người ta hỏi là 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, cái tiến trình nó như thế nào ha? Mình phải nhớ. Ngày đầu tiên nó sẽ gắn vào cái tế bào CD4, cái tế bào này là tế bào CD4 ha. Rồi nhờ cái men sao chép ngược DNA sao chép từ ADN của HIV thông qua cái enzyme sao chép ngược tạo thành ADN, ADN nó sẽ bước vô hay là tích hợp vào DNA của cái tế bào ký chủ ha. Rồi và cái thành phần của virus nó sẽ được nhân lên và được sản sinh ha. Rồi virus HIV nó sẽ tổ phát tán đi khắp tình. Hậu quả của các HIV là cái số lượng tế bào T CD4 nó sẽ giảm thấp theo ba cơ chế: tế bào nhiễm virus và bị hủy diệt là trực tiếp ha, gia tăng lập trình chết theo tế bào của tế bào bị nhiễm virus. Tế bào T CD4 sẽ nhiễm virus nó bị diệt bởi những cái tế bào lympho CD8, và khi nồng độ T CD4 giảm dưới ngưỡng mức bình thường thì khả năng miễn dịch tế bào nó sẽ bị mất, và dần xuất hiện những cái nhiễm trùng gọi là nhiễm trùng. Rồi, triệu chứng thì một người nhiễm HIV mà không được điều trị sẽ diễn tiến qua ba giai đoạn. Thì giai đoạn đầu á, thì trong vòng 2 đến 6 tuần sau khi nhiễm virus, sau khi virus mà xâm nhập á, thì tế bào nhân sẽ có những dấu hiệu như mình nhiễm virus gì đó, như mệt mỏi, nhức đầu, đau mỏi cơ, viêm. Và triệu chứng có thể tồn tại từ vài ngày đến vài tuần ha. Rồi, cái giai đoạn 2 thì nhiễm trùng nó sẽ tiềm ẩn, nó sẽ không có triệu chứng lâm sàng và kéo dài trong nhiều năm. Qua giai đoạn 3 thì biểu hiện triệu chứng và tiến triển đến S ha. Nhưng có những biểu hiện như tiêu chảy mãn tính, sụt cân, sốt và có những nhiễm trùng cơ hội khác. Rồi. Và triệu chứng cận lâm sàng thì xét nghiệm xác định nhiễm HIV được chia làm nhiều nhóm như kỹ thuật nuôi cấy virus nè, xét nghiệm xác định kháng thể như test nhanh ELISA hoặc là Western blot ha, test
xét nghiệm phát hiện ra kháng nguyên là tìm B24 của HIV, xét nghiệm tìm gen virus thì có PCR. Rồi, chuẩn đoán xác định thì chủ yếu dựa vào kết quả của lâm sàng ha. Trên lâm sàng như mình đặt được. Không ở giống như ở giai đoạn 1 thì mình chấm gì bị hút không? Rồi. Vô cái phần tiếp theo nữa là lây truyền HIV từ mẹ sang con ha. Thì cái tỷ lệ lây truyền thì khi mình không can thiệp nào hết thì ngăn ngừa lây truyền mẹ con thì cái tỷ lệ này thay đổi từ 15 tới 40%. Rồi tụi em thử nghĩ cái giai đoạn nào là giai đoạn dễ lây nhất? Đúng không? Chính là giai đoạn chuyển dạ. Nó là ghê nhất. Đặc biệt ở thời điểm mà em bé sinh đó là rất trực tiếp rồi sẽ chạm đến mà lẫn với em bé với bà mẹ. Rồi lây truyền từ mẹ sang con là nguyên nhân chính gây ra HIV của trẻ em ha. Sự lây truyền này có thể xảy ra ở cả ba giai đoạn thai kỳ. Trong đó thì lây truyền trong tử cung thì thường gặp ở 3 tháng giữa của thai kỳ ha, chiếm là 30 tới 50%. Cao nhất thì trong quá trình chuyển dạ ha, 80 tới 65%, và sau sinh trong giai đoạn cho con bú chiếm 10 đến 15%. Từ khi đưa ARV vào điều trị dự phòng nguy cơ lây truyền của mẹ sẽ để giảm đi nhiều ha. Cái chương trình ARV rất là ok ha. Rồi. Theo một cái phân tích gộp của 15 nghiên cứu của 8.355 thai phụ về Bắc Mỹ và của châu Âu ha, thì nếu mà thai phụ được uống ARV ngay khi đang mang thai trong chuyển dạ, sau sinh có mổ lấy thai chủ động tỷ lệ lai con là 100%, và là 7,3% khi sinh qua ảm đạm. Nếu mà trong chuyển dạ người ta mới phát khi đang mang thai, chuyển dạ người ta vẫn tiếp tục uống những cái thuốc của người ta, hiểu ý không? Có nghĩa là bà mẹ mới phát hiện có thai người ta đã uống uống và đến trong chuyển dạ người ta uống tiếp. Thì nếu mà mổ thì người ta con cũng chủ động luôn thì con người ta là 2%. Nếu mà sanh ngã đẹp thì con à. Giữa mổ và các cắt sinh khác thì cái tỷ lệ lây nhiễm cho con là 8,4% đối với mổ đấy. Cắt sinh khác thì nó sẽ cao hơn. Cho nó sanh qua ngã âm đạo thì đương nhiên dịch tiết nó sẽ gì không? Còn em mổ lấy thai thì đương nhiên em sẽ giải quyết và chặn đứng. Đúng không? Em che trắng, em làm đủ thứ. Mà mẹ đâu, em bé nó đâu phải dồn dập đi qua cái âm đạo, không tiếp xúc da, da nhiều hơn. Rồi. Và theo cái quan điểm hiện nay á, thì ở Hoa Kỳ, Mỹ á, là Mỹ, thì cái mổ lấy thai chủ động thì lúc 38 tuần sẽ có là cái thai phụ, nếu mà cái thai phụ đó có một virus trên 1 mm. À, nếu mà thai phụ không có biết rõ nồng độ là vỡ non lấy thai thì không có kết quả tốt hơn sinh, nếu mà nó dưới 1.000 sao virus ha trên 1 mm. Nếu mà các bạn sao cái nghĩa là cái copy của virus đó mà nó dưới 1.000 á thì cái chuyện giữa mỗi nó tốt hơn là nhận thấy không có tốt hơn. Rồi ngoài ra thì cái bà mẹ có HIV có thể phòng ngừa lây truyền mẹ sang con bằng cách không cho bé bú và cho bé uống thuốc dự. Rồi tiếp theo nữa là các yếu tố ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lây truyền HIV giữa mẹ và con. Thì trong khi mang thai á, HIV có thể lây truyền trực tiếp từ mẹ sang thai qua bánh ngang, có thể qua thai do nhiễm khuẩn ngao, viêm màng ô, hoặc là nồng độ HIV quá cao thì tỷ lệ lây truyền cho mẹ con thì càng cao. Điểm nồng độ HIV cao là lúc mới chuyển vào huyết thanh ha, rồi hoặc là giai đoạn cuối S ha. À, tụi em đi phòng xanh có thể sẽ gặp trường hợp, đặc biệt là những cái bóc mà tụi em sẽ thấy người ta có để bao vàng, không phải là mình, tuy nhiên
đi sạn thì em sẽ phải lưu ý câu nói đó, đó là mình kỳ thị những người là bị lây nhiễm, nhưng tại vì mình phải bảo vệ mình trước. Nếu đi máy bay điều đầu tiên người ta kêu em làm cái gì trước, cứu nào để mới cứu được cái bên hai đứa chết chung, ai cứu ai. Thì thường những cái ca thầy tôi dạy tôi một cái kinh nghiệm tôi thấy cũng hay, sau đó giờ tôi thấy tôi làm mấy năm tôi thấy đúng, cái nào cũng nhìn giống nhau, không cái nào đến với em đều nghĩ cái gì không, này em thấy người ta sẽ hơn cái này em xong chứ cái gì rồi em đi nhiễm mà đúng không, không có liên quan hết không, có nhiễm mà không, có những người lúc mà ở cái phòng chú á đừng có đi qua phòng khám, chắc không đi tại vì cái mùi đó mùi dịch đúng không? À, cái cô y chang như người mặc rất 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 là đẹp, da cổ đẹp như là đẹp luôn á. Phải là tụi em thấy giống như cách đây giống như xưa mình sẽ có những cái hình ảnh về những cái bệnh nhân ở giai đoạn trước em. Giờ cái chuyện dùng ok, anh cái chuyện này có khi tụi em định lượng là ta cũng biết luôn. Cái đó cũng rồi, cái đó là những người mình trước khi tiếp xúc rồi. Rồi cái thứ hai khi người ta cho rất một cái hối hả và tôi cùng cái lọc ta phải để liền đúng không, ta vô người ta nói ta đau bụng quá, ta đau quằn quại luôn, đang quằn quại không, ta vô là người ta tới nơi rồi, em bé lú gần ra luôn rồi, lú trong âm hộ rồi sắp ra rồi chưa chụp cái đó phải cũng cái đó mình... tại vì người ta sợ mình kỳ thị người ta nên tôi sẽ không có nói tới khi có khi em vừa mới đẻ xong đã đẻ xong á máu văng đầy người thì mình sẽ là em nó cẩn thận thì sư phụ tôi nói là những ca mà tự nhiên đi đẻ mà người ta có những trường hợp bị sai tại vì người ta để chuyển dạ nhanh quá, ít khi mà đến hỏi mà em nằm nhà mà giống như đau bụng đẻ nó sẽ càng ngày càng dồn dập mà đúng không, như cái cơn ngờ chuyển dạ thì em sẽ thấy là bản thân nó sẽ tăng dần cường số và cường độ và càng lúc sẽ càng tăng nhưng càng tăng dần đúng không, và cái cuối cùng sẽ là xóa mở cơ tử cung, sau đó thì mình tiện vô một cái hối hận mà cái diễn biến thì mốt đi hiểu được vấn đề đó. Đây thì người ta chứ lại mình nhiều khi mình cũng phải hỏi khéo khéo người ta mới trả lời mình được, cái hỏi giữa đường giữa sáng người ta cũng không trả lời mà chứ do đó phải cẩn chứ không phải là mình kỳ thị họ, nhưng mà mình cũng phải bảo vệ mình giữa hai bên chứ không là chết chìm luôn á. Yeah. Cái thuốc mà phòng dự phòng á thì bình thường nó giặt dữ lắm, giặt lên giặt xuống luôn. Rồi hồi nãy là mình nói cái đó là những yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ lây nhiễm của HIV từ mẹ sang con trong khi mang thai ha. Rồi còn bây giờ là trong chuyển dạ và trong khi sinh, thì nếu mà thai qua cái đường âm đạo thì em bé có thể nuốt được những cái dịch âm đạo có HIV. Đúng rồi, cái gì nó chui qua trong đường đó, bản thân chính cái nước ói là cái nước trơn đúng không, để cho em bé đi xuống dễ dàng đúng không, cái tác dụng của nước ói trong bài sinh lý đúng không. Rồi thì qua đường âm đạo bé có thể nuốt nè, thì có nhiều HIV là da niêm mạc thì trẻ có thể tiếp xúc với máu và dịch âm đạo. Khi mà tụi em giúp sanh nó càng tăng nguy cơ cho em bé. Giúp sanh là phọt xếp hoặc là giá thuốc á, tụi em sẽ, tại vì bản thân khi mà giống như tụi em muốn sanh giá thuốc là tụi em phải đặt cái chén cho nó phải hút ở trên cái đèn xương đúng không? Thì bản thân tụi em đã tạo ra cái tổn thương rồi đúng không? Còn tụi em tăng phọt xếp và tụi em phải đặt cái kèm áp vô hai bên má của em bé, tụi em kéo ra thì sẽ tăng nguy cơ ha. Nhưng mà nhiều khi
khó chịu, tại vì ở cái thời điểm đó, như giả sử em bé nó lặn xuống thấp rồi em không đâu có để thầy đẩy đẩy đi lên mổ được, nó chui sắp nhú ra ngoài rồi bạn không có rặn được tốt. Nếu mà em để em bé lâu đó thì em bé bị ngợ, hiểu ý không? Dạ đúng rồi, tụi em phải giúp xanh. Còn hoặc là cái phần mềm của bà mẹ đang bị dập nát, hoặc là các tầng xương môn gây chảy máu ha, cái đó sẽ làm tăng nguy cơ cho em bé bị lây nhiễm trong cái lúc. Rồi hoặc là tụi em cái cơn chuyển dạ nó kéo dài, nó em bé nó muốn xuống nhưng mà nó xuống rất là chậm, thì chính vì giống như tụi em sẽ thấy những ca mà người ta gọi là tử cung chậm tiến, hay là tụi em thấy những ca mà người ta đánh giá là đầu không lọt, mình sẽ thấy cái có những ca nó có búi thanh rất là nhỏ, búi thanh to. Em như tụi em thấy hiểu nè, bản thân em bé trước khi em bé lúc đầu em bé nằm nó cao lắm đúng không, nằm trong bụng nằm từng cao, nó đâu đi vô cung chậm đâu, tới bắt đầu vô cơ chế xanh nó mới đi vô, đi qua vô cái cung chậu là xung quanh toàn là xương, là xương không thì đương nhiên là nó phải uốn éo theo một con đường sao để cho nó thuận lợi nhất, nó đi ra ngoài đường được đúng không, đâu phải con đường rộng rãi đâu, đâu phải con đường sân bay tông phát thẳng ra nó đi ra vậy đình mừng bác sĩ sản cũng đâu cần làm gì nhiều đúng không, mà nó phải xuống mà phải uốn éo làm sao. Nó lọt lọt theo đường cánh chéo mà nó xỏ theo cánh chéo sao, thì nó phải đi làm sao mà vừa phù hợp con đường đó mà vừa phải đi ra được, đương nhiên nó sẽ tiếp xúc rồi, khoảng thời gian nó càng lâu thì khoảng thời gian nó tiếp xúc càng nhiều đúng không. Đó thời gian từ lúc vỡ ói đến khi sanh ha, đặc biệt là sau 4 giờ ha, thì cứ mỗi giờ sau vỡ ói thì nguy cơ lây truyền mẹ con tăng lên là 2%. Lưu ý ha. Rồi tiếp theo nữa là lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ cho con bú, thì HPV nó có trong máu này, nên mẹ trong máu của bà mẹ nên nó sẽ thẩm thấu qua các nang sữa và có trong sữa, thì khi mà em bé bú cái sữa mà có HPV đó, có thể xâm nhập qua niêm mạc miệng của bé và cái núm cái lợn à, hoặc là bú mẹ bị viêm nhiễm vết đứt gây chảy máu thì nó có khả năng lây cho em bé. Rồi, nguyên tắc của dự phòng lây truyền mẹ con là gì? Những bà mẹ mà trước khi đó người ta chưa uống gì hết thì tụi em phải lưu ý, thì ARV phải được dùng ngay trong khi mà tụi em phát hiện ra từ lúc đã bị kia, để giảm thiểu nguy cơ lây truyền. Giống như tụi em chỉ ngăn chặn ở phút sau này thôi, còn nguyên lúc trước là xong rồi. Tiếp theo là những thai phụ mà đã được áp dụng ARV thì không cần áp dụng phác đồ dự phòng của lây truyền mẹ con, và người ta sẽ tiếp tục uống cái thuốc người ta đang sử dụng, hiểu không? Cái phác đồ lây truyền này, dự phòng lây truyền này là cái phác đồ dùng khi mà người ta chưa biết gì hết và người ta mới phát hiện người ta bị, còn nếu mà người ta đã bị và người ta đang điều trị thuốc thì cứ uống phơi thuốc của người ta. Tại bản thân bả khi mà bả sử dụng cái thuốc của bả thì bà đã được theo dõi và được đánh giá ha. Rồi theo khuyến cáo của WHO ha, thì cái dự phòng ARV cần bắt đầu sớm ha, từ tuần thứ 14 thai kỳ, càng sớm càng tốt khi thai phụ đến khám ở giai đoạn muộn chuyển dạ, kéo dài đến 1 tuần sau khi tuần sau ha ngừng cho bé bú. Người ta khuyến cáo những cái, tại vì á tụi em phải hiểu là tại sao mà khi mà người ta đã điều trị thì tụi em không, cái khả năng lây nó sẽ bị ít hơn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái số bản sao của cái con trong máu của bạn đúng không. Tụi em sẽ thấy có những cái ca mà nó sẽ dưới mắt khi mà tụi em sử dụng thuốc. Rồi, dự phòng ARV thì bao gồm ha, axit T hàng ngày sinh, DVP thì liều đơn lúc bắt đầu chuyển dạ, axit T cộng cho 3TC trong lúc chuyển dạ và khi sinh, axit T cộng 3TC trong 7 ngày sau sinh,
cái phác đồ nó sẽ có những cái thay đổi chút chút, thì tụi em sẽ coi thêm ha, trong cái hướng dẫn của bộ ha. Hướng dẫn của bộ trong điều trị tụi em theo tham khảo thêm chăm sóc trong mà cái hướng dẫn điều trị HIV và thai kỳ á, của bộ hướng dẫn quốc gia á, tụi em theo dõi thêm cái đó, tại cái phác đồ nó sẽ thay đổi. Chỉ có một đợt là cái thuốc MDT nó hết, nó chuyển qua uống cái thuốc có hoạt khác ha. Chắc tôi không có đến nỗi mà tôi hỏi à, tôi sẽ bị, tụi em sẽ bị hỏi vậy này, tôi giả sử còn em bé đó mấy ngày tuổi thì cái dùng là dùng gì, chứ tôi sẽ không ác cái nỗi mà tôi hỏi là mấy ngày tuổi đó thì tụi em sẽ dùng liền cái này mà mẹ cái giai đoạn này dùng liền sao, mà mẹ giai đoạn này dùng liền sao, mẹ mẹ giai đoạn này dùng liền, chắc tôi không ác tới nỗi vậy đâu. Nhưng tôi sẽ hỏi tụi em là giả sử như em bé đẻ ra, tụi em cần làm gì để chuẩn đoán, chuẩn đoán xong thì em bé trong hay là vậy đó mình biết bà mẹ nó bị dương tính vậy nè, thì mình sẽ cho bà bé uống gì để giữ. Rồi bà mẹ trong lúc khám thai tôi sẽ cho là khám thai ban đầu và phát hiện, rồi hoặc là bán và phát hiện, hoặc là bây giờ bà đi vô bàn trẻ rồi cô tử cung bà 8 phân thì bà mới phát hiện thì mình làm gì. Quý không? Tại vì lúc lúc đó khi mà đi vô những bà sản phụ ai cũng sẽ được một cái gọi là test nhanh. Test nhanh thì test để chuẩn đoán. Chú ý không? Tại vì khi mà chuẩn đoán xác định tụi em cũng dán lại, đúng không? Tụi em sẽ phải làm cái chuẩn đoán xác định, đâu phải sử dụng test nhanh hay đi sao để chuẩn đoán liền. Thì tôi hỏi vậy thôi, u vơ vậy, biết giống như một đề đổi ba đề nó cũng dễ đúng không, ba tháng đầu bán giữa lúc chuyển dễ dễ, tự nhiên bây giờ cho có một cái xong còn hỏi cũng khó, đáp án thì chỉ khắp thì bán qua không ai hỏi đâu, chắc không ai hỏi làm như mấy ngày tuổi uống gì đâu đóng, nếu mà đã ra mấy ngày tuổi cho gì uống gì là phải cho tôi biết. Tôi mà ra số khó đoán lắm đúng không, tại tôi cho số đẹp lắm đúng không, tôi cho là 3579 nhưng mà số đó số bị lẻ, tôi cho 5 người đó mình lấy cục gơm mình quăng nó cũng không có trúng được câu đó nữa hiểu không. Rồi giữ phòng cho trẻ sơ sinh, tất cả các chị em sinh ra mà có mẹ bị HIV thì đều được dự phòng bằng thuốc ARV ha. Rồi trẻ bú mẹ thì sử dụng MVP hàng ngày từ khi sinh đến khi 6 tuần tuổi ha, còn trẻ không bú mẹ thì sử dụng AZT và MVP từ khi sinh cho đến 6 tuần tuổi đó. Nhưng khi mà có điều kiện thì người ta nói là không có nên bú luôn. Rồi tụi em lưu ý một cái chuyện nha, không có bú trộn lẫn, có nghĩa là nửa này nửa kia sẽ làm tăng tỷ lệ nguy cơ bị bệnh đó, nhớ ha, đã không là không luôn, nếu mà em đã chấp nhận thì em chấp nhận, chứ em không có nữa là bây giờ bú xong rồi lát kiệt quá đem cho bú rồi xong rồi em gì là để xô, nhớ không, nhớ lưu ý chỗ đó ha. Người ta không có, người ta khuyến cáo là nếu mà em có điều kiện thôi em đừng cho bú luôn, giảm thiểu nguy cơ em cho bú xuống, trong khi cái viêm gan siêu B người ta không có nói. Rồi các khuyến cáo cho những thai phụ bị nhiễm HIV ha, trước khi sanh thì mình sẽ tham vấn hỗ trợ tinh thần, thảo luận với người mẹ cách sanh con và nuôi con. Thì cái chỗ này nè tụi em lưu ý, cái người mà tham vấn nói cái bà đã bị HIV á, thì tụi em lưu ý ha, phải có bạn, phải có bằng, chứ không phải ai, chứ mình tôi đi dạy bài này mà tôi đi tư vấn rồi xong bẻ xô nha, em phải có các bằng em mới được tư vấn cái bà đó bị đó, chứ không là bẻ xô á nha, không sẽ được. Rồi còn trong khi sanh á thì tụi em phải đảm bảo vô cùng tuyệt đối ha, mổ lấy thai khi có chỉ định sản khoa, rồi nếu đã có chỉ định thì nên mổ trước khi chuyển dạ nha, đúng không,
Thì tại vì chuyển dạ nó làm tăng nguy cơ rồi. Nếu mà đã có chỉ định ca đó, giả sử đi bây giờ tụi em biết tụi chụp quay cái chậu hay gì đó, anh trả lời em không chậu hẹn, tụi em sẽ đợi đủ tháng là tụi em mổ rồi, không? À. Mà không phá hết sớm sẽ dán dự ói những ca đó ha, hạn chế các can thiệp gây chảy máu đường sinh, tránh các can thiệp gây tổn thương da của thai nhi. Nếu mà phải giúp sinh á, thì nên chọn phòng xếp hơn là van tu. Chọn cái này là khi này xài cán cho dùng dễ một à, lý kiến cái gì như tiếp theo đó. Cần có thì đi tại vì chắc nó cũng ghê lắm, tụi em sẽ thấy là kệ mà tụi em bị đặt lời cứng như cái mắt đó là kệ, phải đặt đúng vô nó khớp được kệ sổ đặt lời cũng nha. Vậy khi mà nên cái tỷ lệ bây giờ hiện giờ cái sự em cũng sợ, tôi cũng sợ thấy ghê không, cái đặt kèm vô. Nhưng mà những lúc em tụi em cũng phải xài, tại vì bản thân đó thì không phải như em nói đi đẻ phải, lúc, lúc mà có tới cung 8-9 phân á chưa chọn thì phải rặn như điên vậy đó, tại vì lúc đó cái đầu em bé sẽ thúc xuống sẽ làm cho bản thân cái tầng sinh môn của em nó bị chẹn lại, hiểu không? Và rất là khó chịu nên bác sẽ cứ bắt rặn 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 liên tục rặn hoài. Nó phải để tụi em mốt đi mổ hết nha. Nha, mổ người ta nói mổ sẽ giữ giữ hàng tốt. Nhưng mà bù lại nó sẽ có những cái khác. Giống như thai bám vú cũ, ta tôi nè, đặc sản luôn, thai bám vú cũ là cái thai lần sau nó bám vô trong cái vết mổ á. Nha. Nó còn ghê hơn nữa. Nếu mà sanh thường được thì nên sanh thường ha. Rồi. À, tụi em sẽ thấy giống như là khi mà tụi em đặt cây kèm vô để em kéo thì tụi em phải kiểm tra cẩn thận, một là coi có dính những cái gì mô mềm xung quanh hay không, cái thứ hai là coi nó đúng vị trí không. Sẽ có những loại kèm tụi em khi mà đặt đúng tụi em kéo được, nhưng mà sẽ có những loại kèm khi cái kèm nếu mà kỹ năng cỡ nào cũng kéo được hết á, cho đó thì cẩn thận chứ không thôi đặt vô một phát là rồi xong luôn á. Nhưng mà giữa forceps với lại van tu thì van tu nó sẽ có cái người ta hỏng, người ta hay những người mà người ta kéo được forceps người ta hay nói những người van tu, nhưng mà thật ra không phải, thật ra là em giỏi nè em làm nó đi ha. Hai cái nó đều có cái ok hơn, giống như cái van tu nó sẽ có một cái là tại sao người ta không thích là tại vì khi mà em sẽ đặt trên cái nền xương em phải tạo được cái búi thanh trên đầu em bé em mới kéo được, nó mới có lực hút để cái chén đi từ từ mới ra được. Nó sẽ khác hơn cái kèm, cái kèm kẹp vô hai cái má vậy đem kéo ra, hiểu ý không? Còn ở kia là em phải tạo ra một cái lực hút giống như em hút vô đây để cho bản thân cái này nó sẽ chụp vô trong đó để trong có một cái lực bám dính em mới kéo cái em bé ra được, chứ nó không có như cái kèm là em kẹp vô hai cái, kẹp vô hai bên cái đầu cái má của em bé rồi em kéo ra từ từ nương theo đó. Hiện nay à, cái sanh thủ thuật nó vô giai đoạn thoái trào rồi, ở đó mình để nhiều kỹ năng mình sẽ có được nhiều hơn. Chứ bây giờ như đầu tiên á, là thời điểm mà em bắt đầu có em bé nó đã lớn rồi, đúng không? Cái thời điểm mà bắt đầu hồi đó có thai, người ta 13, người ta khoảng bây giờ mà hồi đó nếu như 18 em chưa có gì là em bắt đầu ế rồi, đúng không? Còn bây giờ là người ta thích cuộc sống vui vẻ hơn, đúng không? Thì chuyện nó sẽ ít lại, và khi người ta đẻ ít nữa và cái tuổi em đẻ nó lớn thì đương nhiên em bù lại cái chuyện là gì, cái bệnh lý nội khoa nó sẽ tăng lên, đúng rồi đó. Có nhiều khi người ta nói họ nếu biết trước tôi đi mổ rồi, đâu tôi đâu có nhận để có hai cái luôn, hai thứ luôn, vừa mà vừa đau đẻ mà vừa đau mổ.
đúng không? Nhưng phải nhớ là cái gì nó cũng có mặt trái của nó, chứ không thể nào mà em để cái gì 100% tôi chắc chắn đẻ được. Đừng bao giờ, nếu mà lỡ mà xui mai mốt thì em có làm sẻ thì nhớ câu đó ha, đừng bao giờ hướng người ta gì 100%, tại y khoa không có gì 100% hết nha. Hướng người ta là coi chừng bẻ xô á, rồi bắt kiện em chết. Rồi và tắm cho thai nhi ngay sau sanh ha. Rồi khi mà ra thì tụi em phải lau sạch em bé, nhưng mà sử dụng cái khăn nào đó làm, không phải làm gì đầy sức em bé thêm. Nhớ ha, nhớ kỹ chuyện đó nha. Chứ không giờ tụi em động tác lau của tụi em xong rồi em bé giờ lau để bớt nguy cơ lây nhiễm, mà cuối cùng tụi em lau xong tạo ra mấy lần rồi xong nó hưởng thêm nữa rồi. Rồi sau khi sanh thì mình sẽ tham vấn nguy cơ lây truyền HIV qua sữa mẹ ha. Rồi khuyến khích nuôi con bằng sữa thay thế hoàn toàn ha. Nếu không có điều kiện thì nuôi con hoàn toàn bằng sữa trong 4 đến 6 tháng đầu. Tùy theo cái tác giả Smith này nè, thì 2.000 nuôi bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì ít có nguy cơ lây hơn bú không hoàn toàn ha. Có nghĩa là tụi em không bao giờ làm cái chuyện là nửa nàng nửa mỡ. Một là tụi em bú luôn trong 4 6 tháng, hai là tụi em ngưng luôn. Nhưng mà tốt nhất vẫn là ngưng luôn. Nha. Rồi, mẹ và bé thì sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét điều trị HIV ha. Nếu ở ngoài rồi đó, nếu mà xui cho tụi em thì nếu mà giả sử tôi có ra thì tôi sẽ ra giống như là tôi sẽ cho cái tuần thứ thai của em bé, và cái tuần thứ đầu tiên cái tình huống đó sẽ là tuần thứ thai của bà mẹ phát hiện ra mình sẽ cho uống cái gì rồi làm cái gì để chuẩn đoán, hiểu ý không? Rồi chuẩn câu đầu tiên sẽ là câu chuẩn đoán, rồi mình sẽ làm thêm gì để chuẩn đoán xong mình sẽ cho bà mẹ điều trị để làm sao, hiểu ý không? Điều trị làm sao rồi tôi sẽ cho cái tình huống là có thể xuất hiện 3 tháng đầu, xuất hiện 3 tháng giữa, xuất hiện 3 tháng cuối. Rồi với 3 tháng cuối xong bây giờ tôi sẽ cho là xuất hiện đang đi đẻ như nè, 4 phân bà đi vô, tôi khám tại nhận sanh tôi phát hiện ra, sau tôi làm xét nghiệm bà ra dương tính thì tôi phải làm cái gì, hiểu ý không? Có cho bà uống không? Đó, về phải coi lại chỗ đó ha. Thì lúc đó có cho bà uống không? Hay là mình đợi kết quả xét nghiệm đáng xác định? Rồi cái thứ hai. Rồi bây giờ mình cho bà uống vậy đi. Đúng không? Cho bà uống vậy đi. Rồi. Thì nếu mà cho bà uống xong, vậy em bé đẻ ra có cho uống liền trong lúc chờ cái chuẩn đoán xác định đúng không? Tại em cũng phải đợi. Tại vì hai trong ba cái em làm hai cái khác thì em mới chuẩn đoán được. Chứ cái này test nhanh, em test nhanh bà mẹ vô nào đẻ thì em cũng phải test nhanh đúng không? Em giải quyết cho bạn em cho con bà uống không, em có cho em bé uống hay không, bé khi nào đúng không? Tại vì bây giờ bản thân nếu mà em bây giờ ra bà chất lượng xác định là nô rồi thì thôi ngấn đúng rồi, chuyện dễ hiểu, cái đó tụi em phải lưu ý. Tại vì có vậy là đề thi dễ lắm các bạn, cái câu hỏi thi của tôi nói thiệt nó cũng không đến nỗi khó đâu. Rồi hết bài nha em. Chim có tắt không hay để lại? Để lại đi không tắt này cũng. Đi ha.